Đã qua Bắc ạ, tôi ở Thái Đây, Bình, sao? Thái Bình, Ở Thái Bình. Thái Bình, Tức là từ Thái Bình vô đây. và Hay là nhà có con cái đây? nhà con ở đây, bảo kia, Sao? bảo tôi hôm kia, À, bà ông kia. Rồi sao mà biết rồi vô đây? rồi coi cái clip của thầy, Coi cái clip mà thầy không? Rồi bây giờ bệnh sao? rạo cái cổ này, viêm não ạ. Nói rụt rỗi à, không nói được, nói nó không tiếng. Nó khó gì bao lâu rồi? Từ tháng 2 đến giờ. Tháng 2 đến giờ. Rồi đi bệnh viện họ nói bị gì? Đột quỵ. À, bị đột quỵ. Đột quỵ thì ông bị yếu bên nào? Yếu bên phải. Đó, Yếu bên phải á. mấy hai là đau cái lưng. Rồi ông đi đứng làm sao? Đứng khó đi, đi đứng là được nhưng mà nó đi nó mỏi Nó mỏi dữ lắm. mỏi mỏi Rồi bây giờ từ Thái Bình vô đây quyết tâm ở lại để chữa bệnh luôn. trong thầy cho ở thì ở Không, thì cái đó là do ý nguyện của mọi người thôi. Tại mấy bệnh này cần có cái thời gian đó thôi. Thấy không? Ông này đi ai? Đi mình thuê nào? xe và cái À. mình Rồi. đau 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 ô đau 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 không? đau Rồi nhà ở đâu? nhà báo có thầy ở Tiền Hải Thái Bình Đây là khác khác rồi ha. và Người ta bệnh bây giờ thấy nói với nó bớt cứng, bớt khó chịu, ha. Rồi, cho này ba thứ luôn. mà thầy cho ông này kéo bộ trong mà ông kéo bộ đẹp lắm Ông này cũng bệnh nhân rồi nè, mà ông theo riết bây giờ ông làm thầy thuốc rồi cho biết. Rồi chùm đá ha, rồi biết rồi, rồi rượu sao bóp rồi cho ông. Rồi bây giờ nếu mà ở đây thì báo rồi, còn nếu mà ông mà có muốn chữa ở đây tuần lễ giống như mấy người kia đó thì cho nó ổn rồi rồi về á thì qua kia đăng ký đăng ký rồi mà ông thầy kéo cổ chứ muốn kéo kìa, ghiền ghiền kéo cổ tên bạn thế bác người ra truyền á rồi Ông quay dừng cái đâu ổng về ông kéo kéo rớt mẹ hết rồi đâu Đã quá hả? Nhìn kính mà con biết kính nào? Hai cái kính đó. Thế mai đến là thấy. Không, nếu mà được thì ra quậy mua đồ rồi các thứ rồi xong cái là ra kia đăng ký 1 giờ có mặt ở đây nếu như muốn chữa rồi cứ ra kia làm thủ tục rồi ok thần kinh tọa rồi thấy cái món chân này chưa nè chết rồi tiêu rồi rồi bị cái lưng gì bao lâu rồi lâu rồi, phải 10 mấy năm mà mới gần đây nó nặng nè ông làm nghề gì tài xế tài xế ông biết bệnh này do tài xế không thì nghe nói vậy chứ nghề nghiệp phải đeo cho vậy tại vì khi mình lái xe đó mày xe nhất là xe mà hồi xưa bây giờ nó là còn tự động nó còn đỡ á đúng rồi hồi xưa là bắt đầu phải đạp cái Ampreya ha đạp Ampreya rồi vô số cái cốc rồi cái thả ra rồi kèm cái ga mà xe ông này chạy xe lớn không phải xe nhỏ nên ra khi ông đạp cái đó thì cái lưng ông xẹo vậy nè nhất là cái ghế người ta kéo lên trên ông kéo cái giãn ra dài ra cho nó đã rồi nó bị tật luôn
Rồi đó phải lấy dầu không chứ đâu có trợ lực như giờ đâu. Nó đâu có trợ lực như giờ đâu. Rồi cho ông ba thứ luôn. Rồi đá chồm ha. Rồi dầu rượu sơ bóp luôn cho ông nha. Rồi kéo cho ông đi. Hey à. Tội nghiệp ghê thật khổ. Bỏ thuốc đi nha, nãy giờ nói về biết rồi nha. Năm 2017 phát hiện 2017 là bị sao? Vô chợ rẫy khám là nó mỏi hai chân, xong rồi bị phát hiện là suy giãn tĩnh mạch. Ừ. Hai chân hết. Rồi. Thái hóa khớp hai khớp. Rồi. Rồi. Ờ, uống thuốc không hết rồi bỏ tới giờ luôn, nhưng mà năm quái là nó bớt rồi, năm quái bỏ thuốc lá, bỏ hút thuốc thì nó bớt, nó không có còn đeo nhức gì. Bây giờ còn hút thuốc không? Ờ, mấy bữa nay bỏ không dám hút. Nó sưng lên. Ông nói như tử tế lắm. Hút thuốc nó sưng lên như đầu cái thầu bỏ, mấy đầy bỏ rồi, ăn 18 xíu mà coi clip thầy mấy năm rồi. Nhưng mà... Mai biết luôn rồi. Rồi, cũng may. Rồi, viêm tắc tĩnh mạch do nghiện thuốc lá. Ông có vợ không? Có. Ông có biết rằng ông hút thuốc và vợ ông bệnh không? Có. Biết rồi ha. Bây giờ quyết tâm bỏ nha. Tại vì khi ông bị cái này là vợ ông bệnh, con bệnh. Tại vì cái thuốc lá, cái người mà hút á thì bị bệnh nặng 1, mà người mà hít á thì bệnh nặng 3. Cho nên là anh về anh uống cái này xong anh cho vợ con uống luôn. Mấy tháng đi rồi. Ừ. Cũng bỏ thuốc lá đúng 1 tháng là bắt đầu chân cẳng đi là nó thoải mái mà mà người nó khỏe lắm. Xong nó bớt, mình nghĩ là nó bớt rồi, nó không có còn đeo nhức như vậy nữa. Đâu phải. Nó đâu có dễ vậy. Bây giờ, ý là nghĩ vậy. Bây giờ nhức chỗ này nhiều nhất. Đây, chỉ có cái khớp thì lâu lâu anh ấy nói là nó sưng lên rồi. Nó sưng á là bị nó tắc cái dạ. Tĩnh mạch đó. Đưa cho thầy cái thuốc rồi em xịt vô thẳng như đây nè. Rồi ông sẽ thấy nè, em cứ xịt, không cần bóp. Cứ xịt thôi. Nè. Không cần bóp, nó cũng thấm rồi, được rồi. Cũng quen bóp rồi. Rồi, bây giờ ông lắc cử động coi thấy dễ chịu chưa? Đi giờ nó chứ còn mà lách về nó bình thường. Dạ. Lách được cho mà đi á thì nó đeo. Đi thử coi, đi qua cho thử coi. Đỡ thôi. Đỡ liền ha. Dạ. Rồi. Nhưng mà đừng có y thấy đỡ là được đâu nha. Cho uống ba thứ luôn. Chồm đá nóng hơi gan với bẹn để máu xuống dưới đó. Có cho cái thuốc gì mà uống gan hầu có phát hiện viêm gan năm 2015. Rồi, tài dưỡng gan luôn. Cho tài dưỡng gan luôn. Rồi được rồi. Xong rồi ông về ông uống, thứ nhất là ông bỏ thuốc lá cho tôi. Dạ, dạ. Thứ hai là ông uống đúng như nãy tôi nói mà tôi dặn ông kia đó. Ông uống như y chang vậy đó thì tôi bảo đảm ông khỏi hoàn toàn, không có vấn đề gì đó. Lỡ đi về nói với vợ con nói ông thầy này không có kéo cổ cho tôi gì hết. Rồi, nghe nói đi. Còn bị thoái hóa cột sống cổ, ừ. Sống lưng, phát rồi. Lưng luôn. Rồi giờ đau đầu gối, suy giãn tĩnh mạch năm sau. Dễ sợ suy giãn chừng. Rồi nhà ông chồng có hút thuốc không? Hồi xưa có, hút thuốc lào. Mà nó chơi, phải chơi thuốc lào mới ghê nó nha. Nó bị thiếu xương gì nè. Thiếu xương đùi nữa. Thiếu xương đùi hả? Đây nó bị là cái cột sống lưng của anh. Từ ăn lời 1 cho tới ăn lời 4. Tại này rối loạn vấn đề xương luôn. Bây giờ thứ nhất là phải ráng cố gắng ăn 16-8. Dạ. Cái 16-8 nó mới điều chỉnh lại cái xương cốt của mình. Không, nhưng mà ví dụ như nhìn từ 6 giờ tối đến 10 giờ ăn được này. Được. Dạ là đủ, cứ đủ 16 tiếng. Cứ đủ 16 tiếng là được rồi, không có quan trọng nữa. Nha. Với lại hôm vừa rồi nó bị rối loạn đây. Rối loạn chuyển hóa tùm lum đó. Suy giãn tĩnh mạch nông sâu rồi rối loạn lipid mỡ máu. Rồi cho bà này đây. Cho bà này ba thứ luôn, rồi cho tràn gan luôn. Yeah. Vì bà bị mỡ máu rồi rối loạn chuyển hóa lipid protein
Thì cái đó mới mốt chị nhịn ăn 16 tháng là mốt nó điều chỉnh lại cái đó hết rồi. Không biết sao đâu. Chứ nó điều chỉnh lại cái xương cốt của mình. Ba, là nó đau lắm, đi đi nhức mỏi đi không được. Rồi ba thứ ha. Dạ. Rồi đá chồm vậy ha, rồi ruột sơ bóp luôn nha. Dạ. Rồi chị nhà ở đâu rồi? Dạ, quận 4. Quận 4. Suy nghĩ đi nha. Có thể là đăng ký chiều 1 giờ vô để mà đăng ký chữa bệnh. Thì cho nó ổn rồi hẳn về, cái đó là tự suy nghĩ. Mấy ngày thôi? Chừng bây giờ tới thứ tư thôi, mấy người kia tới thứ 6 chứ gì thứ tư được rồi. Chứ hỏi như thầy. Mà tụi em thấy cái ngón chân nó đỏ đỏ không? Giờ đi bộ được bao nhiêu xa? Gần lắm, không đi được xa. Không đi được xa, bị vậy là bao lâu rồi? Cái này là bị thoái hóa khớp thì lâu lắm rồi. Thoái hóa khớp hả? Dạ, nó lâu lắm rồi, đầu tiên đi khám thì bác sĩ bảo là viêm đa khớp dạng thấp, rồi cứ cho uống thuốc để bớt bớt thì cũng về đi làm bình thường, nhưng mà gần đây là nó đau nặng hơn. Đó, thì cũng đi bác sĩ, thì bác sĩ cho uống cái meloxicam ngoài, uống hết rồi là nó lại đau trở lại. Thì cái đó chỉ giảm đau thôi, mà có hết bệnh đau. Rồi cứ vậy cứ làm riết vậy, thì cũng uống này bây giờ như hiện tại là uống cái Khương Thảo Đan. Đó. Bên lệ uống bên lệ nó hay bị tràn dịch khắp mũi. Tràn dịch khắp mũi. Có đi rút rồi xong rồi đi bác sĩ Chợ Rẫy á, thì bác sĩ Chợ Rẫy lại chích. Có chích nhưng mà chích được thời gian nó về lại bị lại. Rồi. Cứ bị riết hoài vậy đó. Thì vừa rồi có đi khám bên tĩnh mạch thì người ta tĩnh mạch cũng tràn dịch khắp mũi nó về chữa. Nhưng mà bên kia người ta đòi tiền nhập vào không nha. Rồi. Cho chị này ba thứ luôn. Dạ. Rồi ruột sơ bóp đầy đủ mà, ha. Dạ. Mà thầy bây giờ là cái này co không được, co thì co vô nữa thì lên nó đau. Nhà ở đâu? Nhà quận 4. Quận 4. Đau ở đây mà. Vậy là bà này quận 4 luôn à? Hai người là gì? À, xóm với nhau. Xóm thôi. À, bà kia là ông chồng hút thuốc lào rồi mà chồng hút rồi. Không. Không có hả? Dạ. Đừng hút thuốc rê. Rê cũng không luôn. Đông lạnh chứ thầy. Đông lạnh nó đứng gì? Đã cái trong chỗ lạnh mà lại đứng nhiều nữa thì nó bắt đầu bị hết rồi. Rồi cho bác chườm đá rồi xong hả? Nhưng mà thầy, rồi. Cho nên nó bây giờ có là nó đau ở đây, là nó căng ở trên đây, nó đau ở dưới đây. Rồi, tôi vẫn khuyên là đăng ký ở lại để mà chữa cái đầu gối cho nó đi được. Cái ban cái đi còn diện đi hay không, quyết định các bạn. Rồi, hai chị em quyết định đi ha. Rồi mổ quá thầy. Thì mổ thôi chứ đâu. Em không có dám mổ. Là bị bao lâu rồi? Là nó trường hợp như vậy nè thầy, là bị thối quá sống cổ, sống lưng với khớp gối, nó cũng hơi nặng rồi. Nhưng mà hồi trước khi dịch á, là có đi đến đây học, thì nhà con nó có áp dụng phương pháp của thầy, luyện tập thì khỏe lắm. Rồi cái cho đến tháng một đi xe bị té nứt bấm bột, rồi nằm một chỗ không có vận động, rồi con ở nhà nó không có dám chị nữa, thành ra bây giờ nó nặng. Nặng quá nặng. Dạ, đây bà bị nè hai cái gọi thối quá cuộc sống nè, rồi bà bị gai cuộc sống luôn, rồi mấy cái cuộc sống này nó dịnh lệch lạc hết rồi, nó không có đều đặn nữa nè. Dạ, dạ. Đây nè, thấy chưa nè, từ L1 cho tới L5 luôn, L5X1 nó lệch, nó đẩy ra ngoài luôn rồi nè. Thấy chưa, này gai này mọc đầy này, dính lùm lum hết rồi, rời về cuộc sống luôn rồi. Dạ. Chúc mừng mình. Giờ con nó không dám chị nữa, tại vì nó nói nặng không dám. Hồi trước thì dám, mà tay kỳ té giờ không dám nữa. Không dám được nữa. Bây giờ chỉ có cách là thứ nhất là cho dùng đủ đi ha, biết rồi ha. Dạ, dạ biết. Rồi cái thứ hai nữa mà nếu mà chữa đó, dạ, thì nói con nó dắt đi, rồi nó tới đây. Rồi nó là ở đây làm rồi hướng dẫn rồi nó làm cho bà chị. Dạ này có người nhà đi thầy. À, thì, mà cái thằng làm cho bà đó thằng nào? Dạ bây giờ thằng con nó không dám làm nữa. Không có thì nó không làm nữa, nhưng mà vô đây người ta hướng dẫn cho nó làm. Hiểu không? Rồi cái này cái chân tay bị sao đây? Tay phỏng chứ không có gì. À phỏng thôi hả? Rồi được, không sao. Rồi kêu thằng gì nó xuống bây giờ đăng ký có gì kêu tướng nó xuống phụ
Vậy người ăn vậy được sao? Muốn đăng ký ở lại đây nhận chị giùm á lại. Có thì đó thì mà kêu đăng ký ở lại đây, nhưng mà con nó đã có biết rồi thì đến đây đây hướng dẫn rồi là chữa đây chữa cho nó coi để nó làm phụ nữa. Để khi nào về nhà nó còn biết cách làm thêm nữa, hiểu không? Dạ, được, ở nhà nó coi YouTube cũng được nữa thầy. Được rồi, không biết tùy. Rồi. Chỉ đăng ký thầy chị giùm đi. Rồi được, rồi 1 giờ tới. Mà em không đăng ký được. Thầy về lúc đó 10 giờ rưỡi thầy về rồi. Xong em mua rượu, 3 thứ rượu. Được rồi. Quay mấy cục đá. Xong về đưa cho anh uống. Cứ anh uống thì em uống thì anh uống thì được. Còn em uống sao tự nhiên nó cứng này nè. Nó cứng uống 2-3 ngày và em thấy nó không có tiêu bụng. Bình thường em không có uống nữa, em nói thôi đợi thứ hai lên chườm đá vô đó. Thôi cứng cái đó cho em chườm đá dưới uống cái rượu giảm lại nữa. Còn cuộc sống của em thì nó đau chỗ này nè. Nên là 4-5 cái đầu tái xuống bây giờ được rồi. Bây giờ vậy thì đó thì đăng ký là đi để chữa ông rồi kêu giúp cho chị luôn. Thì hôm nay em định lên đăng ký lại. Lên đăng ký lại đi. Rồi. Là 1 giờ hôm nay là 1 giờ đấy. Đưa ông lại nha. Dạ. Mấy cái phim này khỏe quá. Rồi. Em chụp sống. Đúng rồi. Đây ghi hết rồi. Dạ. Thì 1 giờ cho lại. Đúng rồi, 1 giờ. 1 giờ rồi đó. Rồi cứ 1 rồi. Rồi cứ 1 rồi. Em là 4L5S1. Rồi. Cái dây vận động thì không sao mà cái dây cảm giác là nó nóng nóng rát cái gì. Nó nóng rát, nó bị chèn. Nó dạ. Xin dừng chút xíu gõ cái gói ông coi thử coi nó chèn cỡ nào. Bên trái. Lao động thì bình thường. Không cần. Dạ. Để không cần nói đây cho nó gõ nó biết liền. Dạ. Đã lỏng ra. Đã lỏng ra. Đi miếng vòng đó. Được rồi, ngon lành, ngon lành, còn ngon lắm. Rồi nó chỉ chèn chút xíu thôi, sao đâu, nó rác vậy thôi, nóng rác gì. Dạ nó nóng rác. Rác thôi, không có gì, cho đúng đầy đủ nha. Rồi ruột sơ bóp sống chung với rượu mà bị nóng. Dạ. không vài bữa nữa ruột sơ bóp là phải xịt vô đây chứ xịt. Dạ. Ngay chân ha. Rồi cho ông chùm đá nóng gan với hai miệng làm xuống đi, không có lũ được. Rồi, được rồi.